Hội nghị cấp cao ASEAN Cộng 3 đã diễn ra ngày hôm qua trong khuôn khổ chuỗi các hội nghị cấp cao ASEAN lần thứ 43 và các hội nghị cấp cao liên quan tại Indonesia. Trong phát biểu tại hội nghị, Thủ tướng Trung Quốc Lý Cường đã kêu gọi tăng cường hợp tác đổi mới giữa các bên trong khu vực để thúc đẩy thêm nhiều điểm tăng trưởng kinh tế mới. Phát biểu tại hội nghị cấp cao ASEAN Cộng 3 với Trung Quốc, Nhật Bản, Hàn Quốc lần thứ 26 ở thủ đô Jakarta của Indonesia, ông Lý Cường nhấn mạnh coi việc thực hiện kế hoạch hợp tác ASEAN Cộng 3 mới nhất là một cơ hội. Trung Quốc sẵn sàng hợp tác với tất cả các bên để cùng xây dựng một trung tâm tăng trưởng kinh tế và tập trung vào 3 ưu tiên. Thứ nhất là tiếp tục thúc đẩy hội nhập kinh tế khu vực, thúc đẩy mạnh dòng chảy tự do của các yếu tố sản xuất, cũng như tăng cường mở rộng thương mại và đầu tư. Thứ hai, nên tiếp tục tăng cường phân công và phối hợp trong lĩnh vực công nghiệp, đề cao tinh thần cởi mở và hợp tác cùng có lợi, tiếp tục tận dụng sự gần gũi về địa lý và sự liên kết về kinh tế, cũng như các lợi thế khác, đồng thời thúc đẩy tối ưu hóa và nâng cấp chuỗi cung ứng và công nghiệp trong khu vực. Thứ ba là tăng cường vai trò hàng đầu của công cuộc đổi mới khoa học và công nghệ. Ông Lý Cường tuyên bố Trung Quốc sẵn sàng tăng cường hợp tác đổi mới với các bên về kinh tế, kỹ thuật số, năng lượng sạch và phương tiện năng lượng mới để cùng thúc đẩy sự phát triển của các ngành công nghiệp mới nổi và tạo thêm nhiều điểm tăng trưởng kinh tế mới. Trước đó tại hội nghị cấp cao ASEAN Trung Quốc, Thủ tướng Lý Cường cũng đã đưa ra đề xuất 4 điểm nhằm thúc đẩy cộng đồng ASEAN Trung Quốc gần gũi hơn trong tương lai. Liên quan đến vụ sập nhà tại Cairo của Ai Cập, các số liệu mới nhất từ cơ quan chức năng nước này cho thấy ít nhất 4 người đã thiệt mạng và 5 người khác bị thương. Căn nhà bị sập cao 4 tầng nằm ở quận Hadar-en-Kuba, cách phía bắc thủ đô Cairo. Những người sinh sống trong tòa nhà này đều là thành viên của một gia đình. Hiện lực lượng cứu hộ vẫn đang xác định xem liệu còn bao nhiêu người mắc kẹt trong đống đổ nát của tòa nhà. Nguyên nhân vụ việc cũng đang được điều tra. Trước đó hồi tháng 7 năm nay thì một tòa nhà cũ cùng khu vực trên cũng đã bị sập khiến 13 người thiệt mạng. Chính quyền Pakistan đã đóng cửa khẩu biên giới Toshkam không giáp biển với Afghanistan ngay sau khi lính biên phòng của hai bên đấu súng, và đây là dấu hiệu cho thấy căng thẳng gia tăng giữa hai nước láng giềng. Hiện nguyên nhân dẫn tới vụ đấu súng chưa được xác định, song chính phủ và các quan chức quân đội Pakistan đã liên lạc với những người đồng cấp Afghanistan để xoa dịu căng thẳng. Cửa khẩu Toshkam là huyết mạch thương mại và giao thương quan trọng nối Pakistan với các quốc gia Trung Á. Cửa khẩu này cũng được mở cửa trở lại vào tháng 2 năm nay. Quân đội Israel đã triển khai lực lượng đối phó với cuộc biểu tình và bạo loạn của đám đông người Palestine tại khu vực hàng rào biên giới với Dải Gaza. Quân đội Israel đã sử dụng các biện pháp mạnh để trấn áp và giải tán đám đông bạo loạn, đồng thời đe dọa sẽ triển khai lính bắn tỉa nếu tình hình tiếp tục leo thang mất kiểm soát. Trước đó vào hôm 1 tháng 9, hàng trăm người Palestine đã biểu tình dữ dội ở hàng rào biên giới Dải Gaza. Nhiều người đã ném thiết bị nổ và cố gắng vượt hàng rào an ninh vào Israel, khiến nhiều người bị thương do hỏa lực từ phía Israel. Quốc hội Ukraine đã thông qua đề xuất của Tổng thống Volodymyr Zelensky về việc bổ nhiệm ông Rustem Umerov làm Bộ trưởng Quốc phòng mới của nước này sau khi người tiền nhiệm của ông là Oleksiy Reznikov bị bãi nhiệm với cáo buộc tham nhũng. Ông Umerov, 41 tuổi, là cựu nghị sĩ và là người đứng đầu Quỹ Tài sản Nhà nước Ukraine kể từ tháng 9 năm ngoái. Ông cũng tham gia các cuộc đàm phán quan trọng của Ukraine thời gian qua, như là thỏa thuận sáng kiến ngũ cốc Biển Đen. Vào hôm 3 tháng 9, Tổng thống Ukraine đã yêu cầu Quốc hội nước này bãi nhiệm Bộ trưởng Reznikov và đề nghị thay thế bằng chính trị gia Umerov. Một ngày sau đó, ông Reznikov đã đệ đơn từ chức lên Chủ tịch Quốc hội và quyết định bãi nhiệm ông được thông qua vào hôm 5 tháng 9. Tuy nhiên, vị chính trị gia này luôn cương quyết bác bỏ mọi cáo buộc tham nhũng. Quân đội Mỹ thông báo vừa phóng thử tên lửa đạn đạo xuyên lục địa ICBM Minuteman III không trang bị vũ khí. Đây là một trong các hoạt động thường xuyên và định kỳ nhằm kiểm tra khả năng răn đe hạt nhân an toàn, đảm bảo đáng tin cậy và hiệu quả của nước này. Trước khi thực hiện vụ phóng vào sáng sớm ngày 6 tháng 9 tại căn cứ lực lượng không gian Vandenberg ở bang California, Lầu Năm Góc cho hay đã chuẩn bị cho vụ phóng từ nhiều năm và đã gửi thông báo tới chính phủ Nga về các kế hoạch liên quan. Minuteman III đã được đưa vào hoạt động trong 50 năm và hiện là ICBM phóng từ mặt đất duy nhất trong kho vũ khí hạt nhân của Mỹ, cùng với các tên lửa đạn đạo phóng từ tàu ngầm Trident và các vũ khí hạt nhân được trang bị cho máy bay ném bom chiến lược. Liên minh châu Âu EU vừa công bố danh sách các công ty bị áp dụng đạo luật thị trường kỹ thuật số DMA. Theo đó, 6 hãng công nghệ hàng đầu thế giới sẽ phải đối mặt với những biện pháp hạn chế cứng rắn nhất từ trước đến nay. Ủy ban châu Âu EC, cơ quan điều hành của EU, đã nêu tên 22 dịch vụ nền tảng của 5 đại gia công nghệ Mỹ, gồm Alphabet, công ty mẹ của Google, Amazon, Apple, Meta, Microsoft và công ty Baidu của Trung Quốc. Các dịch vụ này trong đó có App Store của Apple, Facebook, Instagram và WhatsApp của Meta, nền tảng video YouTube, trình duyệt Chrome của Google và Safari của Apple. Trong phản ứng cùng ngày, Apple bày tỏ lo ngại về những rủi ro từ đạo luật trên có thể gây ra, đó là sự rủi ro về quyền riêng tư và rủi ro trong bảo mật dữ liệu. Đạo luật thị trường kỹ thuật số có hiệu lực từ ngày 1 tháng 11 năm 2022 nhằm chấm dứt các hành vi cạnh tranh không công bằng của các công ty công nghệ lớn. Đây được coi là một sự thay đổi quan trọng trong cuộc chiến của EU, chống lại sự thống trị của các nền tảng lớn và diễn ra sau nhiều năm theo đuổi các cuộc chiến pháp lý không thành công với các đại gia công nghệ. Các công ty vi phạm quy định trong đạo luật có thể bị phạt tới 10% doanh thu trên toàn thế giới và lên tới 20% trong trường hợp tái phạm. Năm 2023 có thể là năm nóng nhất trong lịch sử và các mức nhiệt ghi nhận trên toàn cầu trong thời gian mùa hè vừa qua ở Bắc Bán Cầu đều là mức cao nhất từ trước đến nay. Đây là những thông tin mới được Cơ quan Theo dõi Biến đổi Khí hậu của Liên minh châu Âu đưa ra. Theo báo cáo mới của Cơ quan Theo dõi Biến đổi Khí hậu Liên minh châu Âu, nhiệt độ trung bình toàn cầu trong các tháng 6, 7 và 8 năm 2023 là 16,77 độ C, vượt mức kỷ lục trước đó là 16,48 độ C ghi nhận vào năm 2019. Tháng 8 năm 2023 cũng là tháng 8 nóng nhất trong lịch sử và ấm hơn tất cả các tháng trước đó, ngoại trừ tháng 7 năm 2023. Còn theo Tổ chức Khí tượng Thế giới, các đợt sóng nhiệt ngày càng nhiều và mạnh hơn đang gây ra một hỗn hợp độc hại không khí ô nhiễm, làm giảm tuổi thọ của con người và gây tổn hại các dạng thức sống khác. Thưa quý vị, thời trang nhanh hay còn gọi là thời trang ăn liền là thuật ngữ dùng để nói đến những bộ quần áo được sản xuất dựa trên các xu hướng thời trang mới nhất với quy trình cực nhanh và rẻ tiền. Tuy nhiên, đằng sau vẻ hào nhoáng của những ngành công nghiệp thời trang nhanh là những mối nguy hại, tổn thất nặng nề mà môi trường phải đối mặt. Làm thế nào để ngành thời trang, ngành dệt may vẫn có thể phát triển mạnh, song song với đó không làm tổn hại quá lớn tới môi trường đang là vấn đề được rất nhiều doanh nghiệp quan tâm, và câu chuyện này sẽ đến trong phần cuối của bản tin ngày hôm nay. Cảm ơn quý vị đã đồng hành với tôi trong những phút vừa rồi. Những đống quần áo này là mặt tối của thời trang nhanh, chi phí sản xuất rẻ, không bền và nhanh chóng bị vứt bỏ. Công ty tái chế Hepsi muốn thay đổi điều đó. Vào năm 1999, một người Mỹ trung bình bỏ đi 20 kg quần áo. Con số hiện tại là hơn 45 kg quần áo. Đây là một vấn đề ngày càng nghiêm trọng và chúng tôi tin rằng đó là một phần nguyên nhân chính gây ra biến đổi khí hậu. Hướng đi của công ty chúng tôi là kéo dài số lần mặc của mỗi bộ quần áo. Nếu người đầu tiên mua bộ quần áo đó không muốn mặc nữa, thì chúng tôi muốn cung cấp nó cho người khác. Do đó, chúng tôi hợp tác với các cửa hàng tiết kiệm và đại lý trực tuyến để thực hiện dự án này. Nhân viên Hepsi sẽ tiến hành phân loại một số loại vải ở đây theo nhãn hiệu và tình trạng trước khi bán lại. Sau khi phân loại, chúng được đóng gói và gửi trực tiếp đến các công ty và tổ chức từ thiện. 100.000 mặt hàng được thu thập mỗi ngày tại 4 nhà kho khổng lồ ở New Jersey. Kết quả là 20.000 trang phục được phân loại 5 ngày một lần. Tuy nhiên, vẫn cần một giải pháp có quy mô vượt xa biên giới nước Mỹ khi các quốc gia ở miền Nam bán cầu đã trở thành bãi rác của ngành thời trang nhanh. Theo thống kê, khoảng 15 triệu quần áo cũ được đưa đến Ghana mỗi tuần, hầu hết từ Mỹ và châu Âu. Các nhà môi trường cảnh báo rằng hơn 40% trong số đó sẽ trôi dạt trên các bãi biển hoặc chất đống ở các cơ sở xử lý rác thải. Đã đến lúc cần triển khai chuỗi cung ứng minh bạch và có đạo đức trên toàn cầu để nắm được nguyên liệu sản xuất đến từ đâu và sẽ kết thúc ở đâu. Ngành thời trang có cơ hội tuyệt vời để thúc đẩy sự đổi mới một cách bền vững trong 10 năm tới. Họ có thể làm điều này theo nhiều cách, trong đó có thể kể đến vật liệu mà họ sử dụng. Chúng ta đang thấy rất nhiều sự thay đổi ở đây, từ việc sử dụng nấm ăn mùn cưa để làm da và da thuộc, hay vật liệu làm từ sữa bỏ đi được nuôi cấy trong phòng thí nghiệm. Một cách khác được các chuyên gia khuyến nghị là cải thiện tính tuần hoàn bằng cách sử dụng các sản phẩm cũ để tạo ra những sản phẩm mới. Đó chính xác là điều mà những người tiên phong trong ngành đang thực hiện, biến những vật liệu không còn được sử dụng thành bộ trang phục mới đầy sáng tạo. Chúng tôi chủ yếu sử dụng những vật liệu tồn kho có nguồn gốc từ Los Angeles và New Jersey và thậm chí là trên toàn thế giới. Chúng tôi cũng làm việc với các nhà máy để sử dụng nguyên liệu thừa của các công ty khác, do đó chất lượng sẽ thay đổi theo từng mùa. Mỗi năm, ước tính có khoảng 100 tỷ quần áo được mua trên toàn cầu và khoảng 92 triệu tấn bị vứt đi. Con số này đang gia tăng. giải pháp sáng tạo để giải quyết mối nguy hại này đang là vấn đề được quan tâm hiện nay. Do đó, màn trình diễn của Colina Strada tại tuần lễ thời trang New York năm nay đã gây được sự chú ý khi truyền tải các vấn đề về môi trường. Bộ sưu tập lấy cảm hứng từ động vật, mỗi trang phục đều sử dụng nhiều loại vải tái chế và thân thiện với môi trường. Đây là một trong nhiều thương hiệu đang nỗ lực mở ra một tương lai bền vững hơn cho ngành thời trang trên toàn thế giới.